Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình Book Alive trên kênh YouTube của anh Khoa. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu tiếp tục quyển tự truyện từ huyền thoại âm nhạc Việt Nam, nữ danh ca Khánh Ly, Đằng Sau Những Nụ Cười, và các chương tiếp theo, chương 22, 23 của quyển tự truyện. Trước tiên, chương 22, Niềm Vui Cho Đời. Hình như ông trời còn thương, còn muốn nhắc nhở đám dân Việt Nam xa nhà ngày Tết linh thiêng của dân tộc sau gần một tháng mưa gió đầy trời. Ngày 30 Tết như có phép lạ, không mưa dù chưa nắng ấm nhưng tất cả đều có vẻ tươi mát, sạch sẽ, sẵn sàng chuẩn bị đón giao thừa. Khi chúng tôi bước lên tàu về miền tuyết trắng, bà con ta ở Los Angeles chắc chắn sẽ đổ ra đường như chảy hội để sắm sửa, mua bán đồ ăn, thức uống cho mấy ngày Tết, đi chợ chiều 30 Tết như ngày xưa. Năm nay, Tết rơi đúng vào cuối tuần. Ở Los, bói không ra một ca sĩ nữa. Các nơi kêu tôi về tôi nhờ giới thiệu kiếm giùm ca sĩ nào có thể được vào giờ chót. Chịu, chả có ai rảnh cả, đâu đó đã sắp đặt từ năm ngoái. Ai cũng muốn đi hát đầu năm để lấy hên. Bốn chúng tôi, Sơn Tuyền, Băng Châu, Cao Lâm và tôi hẹn nhau tại phi trường. Đứa Sergi Tios, người Santa Ana, kẻ Anaheim đổ về John Way Airport. Một tớp khác bay lên miền đông, đi cửa số 1, chúng tôi ở cửa sổ số 2. Tôi đến sớm nhất, 10 giờ, Mai Năng Quân có mặt, thi hành công tác liền. Máy quay dàn ra, bắt đầu nhé. Tôi, người diễn viên cinema, bất đắc dĩ cũng bắt đầu diễn xuất. Cột hành lý vào xe kéo đi, vào quầy đưa vé, gửi vali, cắt, xong. Tiếng máy kêu cạch cạch, nghe cũng vui tai, khác hẳn khi quay video. Mai Năng Quân và Đoan chỉ dẫn cho một lần là tôi biết ngay, bắt đầu diễn ngay khi nghe tiếng máy kêu để lâu uổng phim, tốn tiền. Mình quay theo kiểu nhà nghèo, tiết kiệm từng giây một. Ngày 29 Tết đã khai máy rồi, cả Quân và Đoan lẫn tôi đều hồi hộp mà không đứa nào dám nói ra. Quay phim là nghề của Quân từ khi chàng mới 21 tuổi. Quân và Đoan chơi với nhau từ ngày đó, hai mươi mấy năm qua rồi. Chàng Quân này đã có cháu ngoại, lâu nay cầm máy video, bao thầu việc, quan hôn tang chế. Biết tay nghề còn vững không? Cái máy mới mua, dĩ nhiên là máy cũ xài rồi. Quân bảo tốt, nhưng chẳng biết tốt đến cỡ nào. Ống kính còn nguyên hay bị chạy chữa xuất sắc. Tiếng máy chạy cạch cạch đến đâu tôi nghe tiền chạy theo tới đó. Tim gan phèo phổi cả ba cứ thót lại từng chập một. Phải chờ rửa phim chiếu ra coi thử mới biết được là hên hay xui, là đúng hay sai. Đoan và Quân xếp đồ nghề, Đoan phải trở về đưa Lâm Hy ra phi trường Los về Singapore ăn Tết với vợ con. Tôi đứng lại một mình tựa cột hút thuốc vặt chờ các cậu mợ, chờ mãi mới thấy mợ Băng Châu lóc cóc đi tới. Hai đứa tay bắt mặt mừng ngồi chờ tiếp, cùng nhau tâm sự vụn, kể lại chuyện ngày xưa. Tôi và Băng Châu có với nhau nhiều kỷ niệm khó quên và chỉ hai đứa biết mà thôi. Đó là những kỷ niệm ngày xưa, 18 năm về trước, 20 năm về trước. Băng Châu ở đâu tôi không biết, cả mấy năm rồi hai đứa không gặp nhau. Lần đi hát chung sau cùng là ở Montreal, là Tết năm 88 hay 89 gì đó, cùng với ban nhạc CBC. Chúng tôi là lớp ca sĩ trước 75 nên với ai cũng có ít nhiều kỷ niệm. 18 năm trước cũng ở phi trường, cũng trên một chuyến bay, chúng tôi đi với nhau. Hôm nay, ngày 30 Tết lại gặp nhau tại phi trường, nhưng mọi chuyện đã khác rồi, bốn con mắt long lanh nhìn nhau. Cao Lâm đi qua chỗ chúng tôi ngồi, mặt mũi anh ta có vẻ mới ngủ dậy, Lâm không thấy chúng tôi. Sơn Tuyền đến sau cùng, dáng vẻ khoan thai chậm rãi, quần áo chỉnh tề. Tài tử Tô Quang cười toe toét, nghe tiếng vòng lách cách là tụi em biết ngay chị ngồi đâu rồi. Mới 30 Tết mà chàng tài tử này điện ảnh bảnh bao quá chừng và đẹp trai, có phần hơn cả diễn viên Hồng Kông. Quang để vali của Tuyền xuống rồi vội vã chạy đi mua hamburger cho nàng. Chúng tôi chúc Tết anh chàng tài tử này rồi từng đứa sắp hàng leo lên tàu. Ai bảo là hai cô ca sĩ cứ ưa nhau bao giờ, điều đó cũng có lúc sai, ít ra là với chúng tôi. Pháo Tết chưa nổ mà chúng tôi ba đứa chuyện trò nổ hơn pháo. Đến nỗi tụi Mỹ xung quanh chẳng hiểu chúng tôi nói cái giống gì, ngôn ngữ gì mà líu ríu như chim, cười nói liên tu bất tận. Chỉ có Cao Lâm, mặt mày xanh như gói bánh chưng, nằm nhắm tít mắt lại trong một góc. Nam Nhi mà coi bộ hơi yếu đó nghe. Châu Tuyền và tôi bàn nhau về bài bản sẽ hát trong chương trình ngày mai. Xa hơn nữa là những project chúng tôi sẽ thâu trong năm mới. Chỉ cho nhau những bài hát hay, những người chụp hình bìa băng đẹp. Vậy mà hơn 3 tiếng đồng hồ đi qua thật nhanh vì chuyện ba người. Chứ nếu đi một mình thì sẽ cảm thấy đường bay dài bất tận.
ra đón chúng tôi là một anh chàng trẻ tuổi, dáng dấp thư sinh với chiếc xe vừa to vừa dài, có thể mới chở được hết hành lý của 4 đứa. Nào là vali, quần áo, nào là băng, nào là poster, nào báo. Chỉ có tôi lu bu giỡn hết, quên mất cuốn Tam Quốc trên tàu. Thắng chạy lên counter khiếu nại liền, nhưng lúc đó tàu đã bay đi Baltimore. Thôi để về nhà em kêu cho hãng sao, em có cho tụi nó cái số ghế của chị rồi. Tôi đã mất một lần đi châu Âu vừa qua, mà khổ nổi cái này mà mất một cuốn phải mua lại cả bộ mới hao bạc. Thôi đành, hy vọng tụi nó không vứt của mình, vì cậu em Thắng rất thông minh dạng nhân viên hãng. Cuốn sách này rất quan trọng, nhưng mày ráng tìm giữ lại cho chị tao, mà quả thật lúc về tôi lấy lại được. 4 đứa, Sơn Tuyền, Băng Châu, Cao Lâm và tôi quậy quá chừng chừng. Quậy đến độ ai cũng ngạc nhiên, ngẩn ngơ đứng ngó. Nào là New Wave, nào Twist, nào Cha Cha Cha. Thôi thì thằng chẳng tha cái gì, vui mà. Buổi chiều đại nhạc hội thì có cười có khóc. Tối đến tụi tôi giỡn còn hơn giặt cái. Bầu Thắm ôm cái đàn, mắt cứ trợn tròn nhìn chúng tôi. Cả ban nhạc chứ không cứ gì bầu. Hết bài này tới bài khác, hết mở này tới mở khác. Ban nhạc đàn khùng luôn, nhấc tay không nổi, đứng không vững nữa. Về đến nhà, Bầu Thắm cơm gà cá gỏi đã bày sẵn cùng 2 bộ bài Tây. Bầu Thắm giao hàng liền, một đồng một chi đây, ai chơi thì vào. Sơn Tuyền nhào vào ngay. Băng Châu ngồi cạnh bát nước, cuối năm bài xấu quá thua một hơi 27 đồng. Tuyền cứ ăn lia lịa. Bầu Chi xuất hiện thò tay ngọc thọc tay ngà cầm bài, bài lên ào ào gỡ lại 27 đồng, ăn thêm 5 đồng. Nhưng mà rồi chẳng ai chung cả, Bầu Thắm thua cả làng, hẹn binh sĩ binh tiếp sẽ trả. Tuy nhiên, Thắm trả bằng cách mua băng lì xì đầu năm cho chúng tôi. Năm nay tuy là năm tuổi, nhưng theo tử vi là năm của nàng, ngọn đèn treo trước khi tắt thường sáng hơn, phải về chăng? Nhưng mà thôi, mua lúc nào, mát mặt lúc đó, sáng được lúc nào, được bao lâu cũng là vui thôi. Mùng 2 Tết về đến nhà, được báo cáo là khúc phim vừa quay rất đẹp, máy rất tốt, tay nghề Mai Năng Quân vẫn ngon lành. Tôi chẳng cần, chỉ muốn biết là cái mặt của mình lên phim còn ngó được không. Như Gái 18, Quân bảo thế, tôi không tin. Mẹ, già ngáp như tôi mà bảo là Gái 18 thì có tay mới tin chứ ai mà tin. Nhưng Đoan bảo, được. Tôi cũng hy vọng là thế, vì sau khi hát, Bầu Thắm cho coi lại cuốn video quay bằng máy tài tử. Tôi thấy tôi không đến nỗi nào, còn đẹp hơn lúc tôi hát cho các trung tâm lớn khác. Đầu năm đi hát, vui có lộc. Về đến nhà cũng nghe tin vui nữa, cành lan chị Hà cho, nở vàng rực. Bắt phiếu, Hồng Suy Gia với gia đình Đoan cho nguyên một cây đào nhỏ, hoa nở đầy cành. Chị Lâu cho 2 chậu cúc vàng như mọi năm, Ngọc Minh cho cặp bánh chưng, 2 cây giò. Thế là Tết rồi, vui như Tết là đúng. Nhìn quanh chỉ thấy hoa tươi, đẹp đẽ thơm tho và đồ ăn đầy đủ. Năm nay chắc không đến nổi, Tuyền lì xì 20 lấy hên. Băng Châu tặng cuốn băng mới của nàng, Cao Lâm cũng tặng băng. Hồi nào đến giờ tôi rất phục Ngọc Minh vì sự chịu khó, kiên nhẫn, biết mình xa, lo cho tương lai, không làm phiền ai. Tôi cũng phục Sơn Tuyền, thông minh tự mình làm nên sự nghiệp nhanh hơn người khác, vững vàng tiến tới, tính toán rất đúng vào đâu ra đó. Tôi mến Thanh Tuyền ở chỗ biết chị biết em, biết tình biết nghĩa, biết lo cho cái gia đình, thương con quý bạn bè, nhường nhịn hết mức. Bây giờ tôi phục Băng Châu. Tôi quên không hỏi Băng Châu tuổi gì mà còn tình duyên lận đận, đời buồn nhiều hơn vui. Một năm qua Băng Châu vắng bóng, đêm 30 nàng tâm sự cùng Tuyền và tôi. Em ở nhà một năm qua không ra ngoài, giới hạn mọi sự giao thiệp bạn bè để học. Em học hát và học tìm đến cô Thái Thanh. Tụi tôi cùng nhau nghe cuốn băng mới của Băng Châu. Phải công nhận, cái gì cũng vậy, có học có khác. Ngày xưa, mỗi lần nghe Châu hát, tôi cứ sợ cô nàng gục bất tử. Vậy mà hôm nay, tôi không còn nhận ra giọng Băng Châu nữa. Hoàn toàn thay đổi, mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn, kỹ thuật hơn, vững vàng hơn và dĩ nhiên là hay hơn tất cả những cuốn băng trước của Băng Châu. Tôi và Tuyền mừng cho Băng Châu. Sau khi nghe hết cuốn băng Lời cho người tình xa, giọng hát thay đổi, nhân dáng cũng thay đổi. Băng Châu vốn đã đẹp, lại đẹp hơn trong lối trang phục mới, chic hơn, tươi hơn, mới hơn, sexy hơn. Trong nỗi buồn có niềm vui, trong cái dở có cái hay, trong cái xuôi có cái hên. Nỗi buồn của Băng Châu đã giúp cô đi lên, ngước mặt mà đi, bỏ lại sau lưng những sầu thảm không may. Băng Châu là một người can đảm, và cái may của Băng Châu là cô đã tìm đến cô Thái Thanh, nghĩa là tìm đúng thầy, đúng lúc. Tôi không ngần ngại khi giới thiệu đến quý khán thính giả cuốn băng Lời cho người tình xa. Nếu cho rằng tôi quảng cáo cho Băng Châu thì đây cũng là một việc nên làm, và làm đúng. Và dĩ nhiên tôi không muốn mọi người cho là tôi vì tình riêng mà bốc bậy. Đối với tôi, bạn bè, ai khá tôi mừng. Bất cứ ai, tôi cầu mong tất cả hạnh phúc, may mắn, khá giả chẳng phải để họ cho gì tôi. Nhưng tôi quan niệm những người hạnh phúc thật sự đều là những người dễ thương và thương dễ.
tấm lòng của họ sẽ bao la hơn, cái nhìn của họ cho cuộc đời và mọi người dễ dãi hơn, sẽ cởi mở hơn. Mà theo tôi á, tất cả những điều trên đều rất cần thiết cho một người ca sĩ, đặc biệt là giới này. Bầu trời sinh họ ra để mang lại niềm vui cho cuộc sống, mà nếu ngay cuộc sống của họ không trọn vẹn hạnh phúc thì họ còn có gì để cống hiến cho cuộc đời, cho người. Tôi xin chúc bạn bè lớn bé, thân sơ, xa gần những điều may mắn tốt đẹp nhất. Và tôi cũng không quên chúc cho những người bạn đã bỏ chúng tôi mà ra đi trong những năm tháng qua. Đầu năm có thể tôi sẽ không gặp lại được mấy người sống, song có điều chắc chắn là tôi sẽ đi thăm những người vắng mặt, đặt trên đó một cành hoa và thắp một nén nhang. Chương 23, để gió cuốn đi. Đời sống thật đáng yêu, tôi thực sự nghĩ như vậy khi bước chân vào năm mới, khi treo cuốn lịch mới lên tường, khi thay đổi cuốn sổ ghi xô, khi nhận cú phone đầu tiên lúc đồng hồ vừa chỉ 12h15 của sân tuyển, ngay khi chúng tôi bước vào nhà với những cành lộc đầu năm. Tưởng mình đi chiều 30, ai dè mở với máy bay ra mới biết sẽ đón giao thừa ở nhà. Sáng mùng 1 Tết cũng như buổi sáng bình thường, cà phê xong, tắm rửa sạch sẽ, quần áo rộn ràng, ra phi trường. Các con vẫn đi học như thường, mặc dù tụi nó cũng biết hôm nay là Tết và là đêm giao thừa. Cả hai chịu khó thức với bố mẹ, xem bố mẹ cúng đất trời, đi hái lộc và lì xì. Tuy là đầu năm, tôi đã thấy vất vả, dường như cuộc đời tôi là cả một chuỗi dài vất vả liên tục. 5 giờ sáng, trời lạnh như dao cắt, Mỹ Hoàng chở tôi lên tận phi trường Los Angeles đi Canada. Cả đêm không ngủ, tôi hối hoàng về trước, chờ đợi một mình ở phi trường là nghề của nàng, bởi đầu năm làm phiền cô em như thế là quá nhiều rồi. Phải nói là Hoàng thương tôi lắm, chứ nếu là người khác á, cái đó còn phải hỏi lại. Dễ dầu gì mà lôi người ta ra khỏi nhà vào giờ đó. Vào trong phòng rồi mà tôi vẫn lạnh, lạnh vì thiếu ngủ và đói, áo lạnh ôm ở tay mà không dám mặc, sợ bị đòn vì tội lấy lông thú làm áo. Đành ngồi chịu trận 2 tiếng đồng hồ, chuyến bay cũng thập phần khốn khổ khốn nạn. Tàu dừng ở Toronto, chờ 4 tiếng đồng hồ mới có chuyến đi Quebec, tổng cộng 12 tiếng, nghĩa là dài và lâu bằng từ Los đi châu Âu. Vừa từ xứ tuyết về, lại đến nơi phủ đầy tuyết. Được đi hát ngày đầu năm, vui thì có vui, nhưng cái sự đi đứng cực khổ lại không thể tránh khỏi. Đã rất nhiều lần trên thời báo, tôi kể cho mọi người nghe, cùng nghe những gian nan của các ca sĩ. Có người tin vì biết rõ chúng tôi như cậu mở Du Miên, như chị Lâu, chị Ca Thi Huệ, biết rõ vì đã nhiều lần gặp chúng tôi khi vừa ở phi trường về. Không thể tả được cái tấm nhan sắc sau nhiều tiếng đồng hồ bị máy bay nhồi như nhồi bột. Có nhiều người không mấy tin lắm, mấy mợ ca sĩ chúa là làm màu nhõng nhẽo, đứt cái tai mà làm như là đổ ruột vậy. Tàu bay nó bay chứ không phải mình đổ tàu bay đâu mà kêu. Ngéo một cái đã tới nơi, vừa được ăn vừa được hát vừa được nói vừa được gói mang về nữa, sướng thấy mẹ, còn cứ lảng nhảng kêu rêu cứ như là bị đi làm thủy lợi hay là kinh tế mới không bằng. Mà nào đã hết đâu, vừa về đến nhà đã có điện thoại đòi nợ, mợ lại thu đòi nợ ăn. Số là hồi trong năm, hồi năm ngoái gặp nhau ở tiệm Nhật Thụy, mợ đòi ăn nộm rau muống, món này chỉ có Bắc Kỳ rốn mới dành, nhưng nó lít kích lĩnh kỉnh mà mùa đông rau muống mắc hơn hột xoàn nữa. Tuy nhiên bạn mình một năm đòi ăn có một lần, mệt cỡ nào rau mắc cỡ nào tôi cũng phải làm kẻo đầu năm đầu tháng nợ nần không trả xong, không xong với mợ lệ thu. Trong khi đó mợ Ngọc Minh đòi mắm kho, tôi kho cho một nồi to tướng, nhưng mợ thì bóng chim tăm cá. Đầu năm thì đầu, tôi cũng gọi mợ cự nữ một hồi, giọng mợ thiệu thào cố hủ: tao phải làm việc mệt quá, 9-10 giờ đêm mới về tới nhà, có kịp ăn uống gì đâu, leo lên giường nằm thở cũng no rồi, tuần sau nấu nữa nhé. Đúng rồi Minh ạ, tôi đang thiếu bà nội để hầu đây, tuần sau sẽ nấu, nhưng tuần sau năm tới nhé cưng. Mỗi người đòi nợ một món, Sơn Tuyền thì bún riêu, Hồ Nai lớn thì có bún bò, cô Hiền đòi cá hấp, trong khi đầu bếp này cái gì cũng đớp, đớp như cá cha cá vồ. Nộm rau muống làm xong nhường cho chồng, cho bạn, cho vợ chồng Nhật Thụy. Nửa đêm còn lại vài cọng, tôi gấp ăn đỡ cho biết mùi vị và đỡ thèm. Nghe nói tội nghiệp, nhưng thật ra với tôi chút mắm muối cũng xong bữa. Nhìn tôi ăn á, mọi người sẽ nghĩ rằng ăn như thế chẳng mấy chút mà khá. Cái thú của tôi là nấu và ngồi nhìn người khác ăn. Nhìn người ăn tôi sẽ cảm thấy như chính mình ăn và tự động no theo. Một tuần ít nhất tôi nấu 3 món đặc biệt cho gia đình và các bạn, nhưng cũng chỉ là nghề tay trái của nàng. Cái chính dĩ nhiên vẫn là hát và làm băng nhạc. Ít khi tôi nhắc đến các băng nhạc của mình trên trang báo thời báo dành cho tôi, sợ lại vướng vào cái bệnh tự quảng cáo cho mình. Tuy nhiên, từ mấy chục năm nay, tôi sống chết với con đường mình chọn, nên gì thì gì, không thể tách rời những công việc này ra khỏi sinh hoạt hàng ngày của tôi. Nó cũng quan trọng và được tôi yêu như cái việc nấu nướng, hầu bạn bè vậy. Người ta thường nói, hai cái đầu bao giờ cũng hơn một.
tôi chỉ góp ý chút chút vào dự tính của Đoan, nhưng nhiều đó cũng đủ gây ra những trận bàn cãi sôi nổi. Bàn để tìm ra cái tốt hơn cho mình, rồi nghe thêm ý kiến của các bạn. Chúng tôi cả hai đều biết nghe, biết nhìn nhận khuyết điểm của mình. Người có tiền làm được việc là chuyện bình thường không đáng nói. Người có tiền đôi khi cũng ngu vậy, huống chi mình không có bao nhiêu muốn được làm việc. Nghĩa là muốn được làm việc gì tương đối phải cần nhiều cố gắng, phải biết nghe, biết nhìn. Cho dù có học lớn của người thì cũng nên tìm cái hay mà học. Làm băng nhạc hay video, chúng tôi chỉ nghĩ mình làm cho người lớn rồi mới cho chính mình. Cái xì tin của mình từ hồi nào tới giờ được mọi người đồng ý thì cứ thế mà khai triển thêm ra thì cũng sẽ không phụ lòng ai. Bắt chước người khác là điều tối kỵ. Tôi ít khi cho người khác ăn ốc, mình ôm vỏ đi đổ. Ganh đua cạnh tranh bằng chính khả năng của mình, đó là ý kiến của tôi. Mọi người dốt nhưng không ngu. Tôi phục vụ cho người yêu mình từ bao nhiêu năm qua. Ngày mình còn trẻ, mọi người cũng còn trẻ. Giờ mình lớn hơn, mọi người cũng lớn hơn, nhưng vẫn cứ theo nhau mãi. Ngày nào cũng những người yêu tôi không còn, tôi cũng đi luôn. Để sống còn, người ca sĩ có nhiều nỗi khổ tâm vì nhiều cạnh tranh, nhiều điều đố kỵ. Khổ tâm vì luôn luôn phải làm cái mới công việc của mình, con người của mình. Trong nghệ thuật đứng im là lùi, nhưng nếu không tiến được thì cũng phải làm sao để cái đứng lại của mình không bị lu mờ. Tối kỵ là làm những việc dẫm chân người khác. Không muốn như vậy, người làm văn nghệ phải sáng tạo, chứ không phải ngồi chờ sẵn đó. Ai có sáng kiến hay là nhào vô ăn có. Ăn thì cũng được, xứ này tự do mà, ai muốn làm gì thì chẳng sao. Nhưng điều đó chứng tỏ cho người thấy rõ một điều là mình nghèo quá. Nghèo tiền đã đành, cái đầu cũng nghèo thì văn nghệ ở đây sẽ chỉ là một sự lặp lại của nhau. Tôi thích bản chính, và nếu đã có bản chính, ai dạy gì coi bản chụp lại. Tụi tôi học hành chẳng bao nhiêu bên cạnh cái túi rỗng, nhưng xứ Mỹ này dù không mấy yêu nó, dù chống Mỹ đến cùng, cũng phải công nhận rằng đây là một cái xứ sở có quá nhiều cái hay, cái tốt để mình học và bắt chước. Dĩ nhiên không thể nào đủ cả 10, nhưng ít ra cũng bắt chước hay học được trong 1.000 cái hay của họ thôi, mình đã khá hơn rồi. Chính vì nghĩ như thế, chúng tôi ít xem video của Việt Nam, tránh được nhiều thứ, cố gắng thu thập cái hay của người, chế biến đi cho hợp khẩu vị người mình. Trong tinh thần đó, chúng tôi bắt tay vào cuốn video kỷ niệm 50 năm của đời tôi. Xin trả nợ người đang được bắt đầu sau 1 năm dài chuẩn bị, bàn cãi lấy ý kiến của nhiều người, nhiều giới khắp mọi nơi. Cái khó là tôi không muốn giống ai, không giống thì không sợ có sự so sánh. Cũng như cái tóc của tôi 30 năm nay, nó như thế giản dị như nó là tôi. Bởi thế, những cảnh đã quay, coi lại, thấy không đạt lắm. Bỏ ngay không thương tiếc, dù biết rằng mình vừa đốt một ít tiền. Đốt thế chứ phải đốt thêm nữa, tôi cũng không ngần ngại. Tuổi đời và tuổi nghề đã không cho phép tôi làm việc một cách bôi bác, giật tiền của người ta. Quanh mâm cơm, chúng tôi ngồi bàn bạc với nhau những điều nên làm, cái gì nên tránh. Xuân Tuyền là một người thông minh và rất thẳng thắn. Anh Du có mắt nhìn và kinh nghiệm sân khấu. Tôi Quang nắm rõ thị trường và thị hiếu khán giả. Khánh Phương có tấm lòng yêu nghề. Thầy Thiên thì kinh nghiệm chiến trường đầy mình. Cùng ngồi với nhau, cùng muốn trả nợ người một cách chim nghiêm chỉnh, đứng đắn, đầy thận trọng. Sự thận trọng của người biết yêu mình, yêu công việc của mình nhưng ít tiền. Bây giờ mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn chờ đến lúc đèn sân khấu bật sáng và máy quay bắt đầu hoạt động. Thật không uổng công tôi sau những chuyến đi thập phần vất vả còn cong đuôi lên nấu nướng. Được cái bạn bè thương, lúc nào cũng sẵn sàng cho tôi những ý kiến đúng và tốt. Cho đến bây giờ thì tôi rõ một điều là tôi không chơi với người xấu, mặc dù tôi thừa biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt. Nhưng gặp được bạn tốt vẫn là điều đáng quý, vì người tốt vốn hiếm hoi. Người tốt mà lại tốt với cả người khác nữa. Ôi, thắp đuốc giữa ban ngày cũng khỏi thấy nữa mà. Từ ban nhạc, Miss Song cũng cho bạn nghe xin ý kiến bài nào nên để đầu băng. Ông Thành Hiện Đại, Cathy Huệ, Sơn Tuyền, ông Thiên luôn luôn là những người nghe và xem băng của tôi đầu tiên. Bài này dở hả? Bỏ luôn. Xách cổ nó bỏ qua một bên. Cứ như thế mà hiện giờ tôi có 20 bài nằm chơi xây nước, chỉ biết đến bao giờ mới đụng tới. Đó cũng là lỗi của tôi. Thấy bài hay, thấy người ta hát hay, tôi tưởng mình cũng có thể hát được, bèn nhắm mắt thâu. Hát xong, khi nghe lại mới thấy mình bị hố. Mình đâu phải người ta. Đồng ý là ca sĩ có thể hát được tất cả các bài hát mình thích, và nhạc sĩ làm ra một bài hát để mọi người ai hát cũng được. Nhưng có người đạt, có người không. Rủi mà mình rớt nhầm cái không được ấy thì coi như mình ngu và mất tiền tôi. Bác Lê Nguyễn cười bảo tôi, con mẹ này kỳ quá, sao mà khó quá vậy. Bác Lâu bảo, tôi thấy được đấy chứ, sao bà lại chê. Bỏ uổng quá. Khánh Phương khen hoài, Đoàn bảo ok, được lắm rồi, anh thấy được. Anh thấy là một chuyện,
ai thấy cũng không quan trọng bằng chính mình. Bao giờ cũng vậy, tôi nghĩ mình có thể khá hơn. Và cho dù băng có miss rồi, tôi vẫn lấy phòng, chịu tốn thêm tiền để hát lại. Có thể dở hơn nhưng cứ thử, may ra khá hơn chăng. Vả lại được cái lần trước còn giữ đó, có xóa đi đâu. Nếu hát lần sau dở và biết chắc mình không thể làm hay hơn được, rằng sức mình chỉ ngang đó, thì lại xà lại cái đã hát, có sao đâu. Nhưng ít nhất là tôi cảm thấy yên ổn khi đã cố gắng hết sức mình. Nhiều người đã hỏi khi nào có xin trả nợ người. Tôi không biết chắc khi nào xong sẽ có. Chúng tôi có thì giờ và cũng đã ngày hai bữa từ bao nhiêu năm nay, nên không bao giờ vội vã. Gạo mình chưa nấu thì cũng còn đó, cũng là của mình. Ai muốn làm gì thì cứ tự nhiên. Đi vội, đi nhanh, dễ vướng dây, dễ vấp té. Cứ từ từ mà chắc. Người ta khi yêu 30 năm còn chờ được cơ mà. Miễn là khi gặp, người mình yêu đừng bèo nhiều quá. Mà muốn không bèo nhiều thì phải trau chuốt cho gọn gàng. Ấy thế mới biết là ở đời chẳng có gì là dễ cả. Nếu được yêu, 9 sẽ bỏ làm 10. Ngược lại dù có hay 10-10 đi chăng nữa cũng chỉ vứt thùng rác mà thôi. Tóm lại, ở đâu cũng thế. Bên Tàu bên Tây cũng như bên ta, cái tiền chẳng có ý nghĩa lý gì. Cái tâm, phải chỉ có cái tâm mới đáng quý mà thôi. Cái tâm với chính mình, với đời sống và trong công việc, kể cả việc nấu ăn, trả nợ bạn bè. Điều này tôi đang cố gắng cắt nghĩa cho các con tôi hiểu và cũng tự nhắc nhở mình mỗi ngày, bởi đời sống ở đây đã làm mất mát quá nhiều. Tôi chấp nhận mất mát đó như một sự tự nhiên. Vì có cái tâm là điều duy nhất tôi còn mong giữ lại được. Có thể chẳng để làm gì, có thể chỉ để gió cuốn đi.